Báo cáo quý vị, lúc này đang là 10 giờ sáng của ngày 8 tháng 12 năm 2017 và Đồ Gỗ Đức Hiền chân thành cảm ơn bác đã từ Phú Thọ về để ngắm và ký duyệt vào đôi lộc bình bằng gỗ xà cừ của chúng tôi. Đôi lộc bình là cao 1m6 và đục chạm ở trên là ba chữ Phúc Lộc Thọ, ở dưới là Tùng Cúc Trúc Mai. Anh ơi, địa chỉ nhà mình ở đâu hả anh? Khải Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ. Tức là xã Khải Xuân ạ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, ở thôn gì bác? Thôn Liên Sơn. Thôn Liên Sơn ạ, vâng. Chúng em thì lúc trước là cũng chuyển hàng một số cái sập về Thanh Ba đấy. Em ơi, thấy trong là cho người đưa lên ô tô cho bác. Hôm nay là bác rất cẩn thận đánh hẳn ô tô đến để trở về. Và chúng em rất cảm ơn bác, mong bác tiếp tục ủng hộ cửa hàng chúng em. Mong báo cáo quý vị, hiện nay trong cửa hàng đang còn một đôi giống y chang đôi này. Và đôi thì vẫn đang để mộc và dự kiến trong vòng 5 ngày nữa thì sẽ lên đầy đủ thành phẩm giống này. Và chúng tôi có cả loại từ 1m2 đến 1m8. Và xin quý vị liên lạc chúng tôi theo cái số ở trên màn hình. Đây. Số đăng ký Facebook là 0984666999 và số Zalo là 0967666111. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn các bác đã từ Phú Thọ về.